vào ngày 24 tháng 5 năm 2007 tại Như Lai Thiền Viện, California. Hôm qua, sư cả đã giảng về phương pháp tu tập. Hôm nay sẽ giảng về trình pháp. Trình pháp là dịp cho hành giả trình với thiền sư về kinh nghiệm thiền tập của mình. Để việc trình pháp có hiệu quả, hành giả phải biết cách trình pháp đúng cách. Ngoài ra, giờ thảo luận về giáo pháp cũng là dịp giúp cho hành giả hiểu rõ về thiền tập. Đức Phật dạy về nơi chốn và hoài nghi thích hợp cho việc hành thiền. Có ba nơi chốn thích hợp cho việc hành thiền. Đối với các hành giả đã hiểu phương pháp thiền tập, thì đây là cơ hội nghe lại. Đối với các hành giả đã biết phương pháp hành thiền nhưng không nắm vững, thì đây là cơ hội để hành giả cải thiện sự tu tập. Đối với các hành giả chưa biết, thì đây là cơ hội cho hành giả hiểu được phương pháp hành thiền. Hôm nay, sư sẽ giảng về phương pháp tu cũng như là cách trình pháp. Đối với loại hành giả dùng thiền minh sát làm cỗ xe chính đi đến Niết Bàn, hành giả quán sát các hiện tượng danh sắc sinh khởi nơi thân. Các hiện tượng danh sắc này liên hệ nhau qua nhân quả. Các hiện tượng danh sắc sinh diệt liên tục áp chế hành giả, và tự các hiện tượng này thay đổi theo đường lối riêng, không thể kiểm soát. Hành giả hiểu đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng danh sắc sinh diệt. Khi thấy sự sinh diệt, hành giả có cảm giác bị áp chế bởi sự sinh diệt không ngừng, và thấy các hiện tượng diễn ra theo đường lối riêng, không thể kiểm soát. Sự hiểu biết về vô thường, khổ, vô ngã là minh sát tuệ. Minh sát tuệ phát triển qua nhiều giai đoạn. Muốn phát triển minh sát tuệ, cần phải tu tập thiền tứ niệm xứ. Hành giả đến đây tu tập với mục đích phát triển minh sát tuệ hay thánh tuệ. Minh sát tuệ không thể phát triển ngay trong giai đoạn đầu của sự tu tập. Bắt đầu bằng sự gieo hạt minh sát tuệ, nuôi dưỡng và chăm sóc để cây phát triển. Có 5 yếu tố bảo vệ cho sự vun trồng cây minh sát tuệ. Thứ nhất, giữ giới. Giới là yếu tố bảo vệ căn bản, Sila-nuggahita. Yếu tố thứ hai, nghe hướng dẫn cách hành thiền, nghe pháp, tìm hiểu giáo pháp là Sutta-nuggahita. Yếu tố thứ ba, trình pháp. Hành giả trình kinh nghiệm hành thiền và thảo luận với thiền sư, Sakaccha-nuggahita. Yếu tố thứ tư, giữ cho tâm được an ổn khỏi các chướng ngại tâm, Samatha-nuggahita. Và yếu tố thứ năm, phát triển tuệ minh sát, Vipassana
Nukahita. Nếu áp dụng được đầy đủ năm yếu tố bảo vệ cho việc vun trồng cây minh sát tuệ, thì cây sẽ phát triển cho ra hoa trái, đó là thánh đạo quả. Để cho dễ hiểu, sư cả nói về cách trồng cây xoài. Việc trồng xoài không phải là chuyện dễ hiểu đối với người bản xứ, nhưng đa số hành giả ở đây là người Á Châu nên dễ hiểu vấn đề này. Và đối với những hành giả sinh trưởng ở xứ Mỹ thì đây là dịp để cho hành giả hiểu biết thêm. Trồng xoài không phải chỉ có việc gieo hạt xuống đất là đủ. Sau khi gieo hạt, bắt đầu có cây con, người trồng cần phải làm nhiều việc khác. Trước nhất, phải làm hàng rào, bao bọc, che chở cho cây xoài con. Nếu không, cây sẽ chết vì bị người đạp hay thú đến ăn mất. Do đó, phải làm rào, bao bọc, bảo vệ cây non. Cùng thế ấy, trong việc trồng cây minh sát tuệ, trước nhất hành giả phải bảo vệ bằng cách giữ giới. Cư sĩ giữ ít nhất 5 giới, chư tăng giữ theo giới bổn. Patimokkha. Kế đến là phải tưới nước. Khi trời quá nóng, đất bị khô, nếu thiếu nước, cây xoài không thể hút các chất bổ từ đất, cây sẽ chết. Cần phải tưới đủ nước để nuôi cây. Cùng thế ấy, hành giả tưới nước cho cây minh sát tuệ bằng cách nghe, hướng dẫn cách hành thiền. Đặt câu hỏi nếu không hiểu rõ cách tu tập và nghe pháp thoại. Hành giả nghe một cách cẩn thận và ghi nhớ trong tâm để khỏi quên. Hành giả được chỉ dẫn phải niệm như thế nào. Hành giả nên nghe và ghi nhớ trong tâm sao cho không quên. Bước kế đến là sau khi nghe rồi, hành giả bắt đầu thực hành. Hành giả biết danh sắc xuất hiện liên tục với liên hệ nhân quả. Các hiện tượng danh sắc liên tục sinh diệt với đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã. Hành giả phải biết đặc tướng riêng Sabhava Lakkhana và đặc tướng chung Samanya Lakkhana của các hiện tượng danh sắc. Hành giả phải ghi nhận các hiện tượng một cách hiệu quả. Các hiện tượng danh sắc tiếp tục sinh mới luôn. Hành giả phải biết cách niệm sao cho có kết quả. Sư sẽ giảng về việc niệm với các thiền chi. Tâm ghi nhận phải cùng lúc với đề mục thì việc niệm mới hiệu quả. Làm thế nào để chọn nơi thích hợp cho việc hành thiền? Có 3 yếu tố thích hợp cho việc hành thiền. Thứ nhất, rừng. Thứ hai, dưới cội cây hay gần cội cây. Thứ ba, nơi yên tĩnh, thanh vắng, xa các tiếng động do người làm ra. Ngoài ra, theo kinh điển, còn chỉ dẫn tùy theo tâm tính mỗi người mà có nơi chốn thích nghi khác nhau. Tuy nhiên, sư cả không đề cập đến đề tài này. Tại trung tâm này,
có cây cối giống như ở rừng. Sư không nói hành giả phải ngồi dưới gốc cây hay gần gốc cây. Thiền viện ở đây yên tĩnh, thanh vắng, xa tiếng xe cộ và ít người qua lại. Do đó, thiền viện này là nơi thích nghi cho việc hành thiền, vì có các điều kiện giống như Đức Phật chỉ dẫn. Hành giả giữ giới để bảo vệ cây minh sắc tuệ, giống như làm rầu dậu để bảo vệ cây xoài. Hành giả phải học cách hành thiền đúng đắn, biết đặt câu hỏi nếu không hiểu. Hành giả nên nghe pháp thoại và nhớ lại để thực hành. Đức Phật còn dạy hoài nghi thích hợp cho việc hành thiền. Hành giả ngồi xếp bằng, hay bỏ hai chân không chồng lên nhau, ngồi thoải mái, lưng giữ thẳng. Hành giả hãy nhìn tượng Phật để thấy thế nào là lưng giữ thẳng, có nghĩa giữ lưng 90 độ so với mặt đất. Hành giả hướng tâm đến đề mục. Theo cách hành thiền của cố hòa thượng Mahasi, thì hành giả phải hướng tâm đến sự phòng xẹp là đề mục chính của bụng. Hành giả thở bình thường, chú tâm vào theo dõi sự phòng xẹp của bụng. Hành giả vung bồi cây minh sắc tuệ bằng cách nghe sự hướng dẫn cách hành thiền, đồng thời đem sự hiểu biết từ lý thuyết vào sự tu tập. Trong sự nắm bắt đề mục, hành giả phải hướng tâm đến nơi mà đề mục sinh khởi. Tâm phải chào đón đề mục ở ngay nơi đề mục xuất hiện. Đây là điều rất quan trọng. Thí dụ như khi tiếp đón khách, phải biết giờ giấc và nơi chốn khách sắp đến. Trong thiền tập cũng vậy, muốn nắm bắt đề mục, hành giả hướng tâm lúc đề mục sinh khởi. Hành giả chú tâm vào hơi thở ra vào ở mũi. Nếu muốn biết cảm giác sinh khởi trong lúc thở ra, thở vô, hành giả phải chú tâm nơi cửa mũi, nơi mà hơi thở vô ra chạm vào. Nếu là người có mũi lớn, hành giả chú tâm vào cửa mũi. Nếu là người có mũi nhỏ, hành giả chú tâm vào nhân trung, tức là nơi nằm giữa miệng và cửa mũi. Khi thiền hành, hành giả chú tâm vào chuyển động của chân trong khi dở, bước, đạp. Hành giả thấy có sự đẩy, đưa, nặng, nhẹ, cứng, mềm, ảnh hưởng trong lúc dở, bước, đạp. Hành giả phải chú tâm vào chuyển động của chân, chớ đừng chú tâm vào không khí. Nếu chú tâm vào không khí, sẽ không có kinh nghiệm gì hết. Đây là ý nghĩa của lời Phật dạy: hãy chú tâm vào nơi sự vật phát sinh. Do đó, hành giả phải chú tâm ở chân, nơi sự dở bước đạp đang diễn ra. Có người nói rằng họ tu theo pháp niệm tâm, Chaitanupassana. Họ nên biết họ chú tâm nơi đâu. Họ nói niệm tâm, nhưng không biết tâm nằm ở đâu. Họ nên so sánh với những gì Đức Phật dạy.
nên thấy cái gì là phù hợp hay không phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Trong kinh Tứ Niệm Xứ có 4 đề mục phải được ghi nhận. Thứ nhất, đề mục nổi bật nhất là thân, kaya, là nhóm vật chất. Thứ hai là thọ. Thọ gồm thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính, sinh khởi trong thân và tâm. Thứ ba là tâm. Thứ tư là pháp. Trong 4 xứ thì niệm thân, kaya nupassana, được nói đến trước nhất, vì thân nổi bật nhất trong 4 xứ. Vì thân kaya nổi bật nhất nên được Đức Phật nói đến trước nhất. Do đó trong pháp tu tứ niệm xứ, hành giả nên bắt đầu với đề mục nổi bật nhất. Hành giả phải ưu tiên niệm vào đề mục xuất hiện rõ nhất. Giữa danh và sắc thì sắc quan trọng hơn. Do đó hành giả nên niệm vào đề mục thuộc sắc hay vật chất. Trong nhóm vật chất có 2 nhóm. Nhóm tứ đại Mahaputta và nhóm phụ Upaka. Thì nhóm tứ đại nổi bật hơn nhóm vật chất phụ. Trong tứ đại thì yếu tố gió nổi bật nhất, biểu hiện qua sự căn, giãn, chuyển động. Đó là tại sao hành giả niệm vào yếu tố gió, vì gió là yếu tố nổi bật nhất. Yếu tố gió nổi bật trong khi thở, cũng như trong khi dở, bước, đạp. Trong thanh tịnh đạo cũng nói đến yếu tố gió nổi bật trong khi thở, cũng như trong khi dở, bước, đạp. Trong thiền minh sát, hành giả phải niệm vào đề mục xuất hiện nổi bật nhất để thấy như là vậy. Do đó trong 2 nhóm tâm và vật chất thì nhóm vật chất nổi bật nhất, rõ ràng nhất. Và trong nhóm vật chất tứ đại nổi bật nhất, và trong tứ đại thì yếu tố gió Vayodhatu rõ nhất, biểu hiện qua các đặc tính căn, giãn, chuyển động. Vì vậy, hành giả phải đặt ưu tiên niệm vào đề mục nổi bật nhất là yếu tố gió, vốn là yếu tố vật chất nổi bật nhất trong tứ đại. Sư lấy thí dụ về việc dạy học cho trẻ nít. Chúng ta chỉ dạy ít và đơn giản, nhờ vậy giúp trẻ nít dễ học. Cùng thế ấy, đối với hành giả sơ cơ, chỉ nên niệm vào những gì xuất hiện rõ nhất, dễ thấy nhất. Nếu niệm vào những gì thấy không rõ, khó nhận biết, chỉ gây cho hành giả phân vân. Và những nhầm lẫn phân vân này sẽ theo hành giả suốt đời. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy quán sát hơi thở ra vô, anapana, cũng như thiền hành. Theo pháp thiền được dạy bởi Ngài Hòa Thượng Mahasi, hành giả quán sát đề mục chính là sự phồng xẹp ở bụng. Có người hỏi, sự phồng xẹp
của bụng có được dạy bởi Đức Phật hay không? Đức Phật đề cập đến vật chất rupa phải được niệm. Sự phồng xẹp ở bụng cũng thuộc về vật chất. Sự phồng xẹp thuộc sắc uẩn và phồng xẹp cũng thuộc căn ayatana và yếu tố hai đại đa tu. Do đó, sự phồng xẹp thuộc sắc uẩn gồm căn và đại nên được xem thuộc diệu đế thứ nhất hay khổ đế. Sự phồng xẹp không được đề cập trực tiếp trong kinh điển, nhưng sự phồng xẹp kết nối với sự thở ra vô. Hễ có thở vô, thở ra là có phồng, có xẹp, biểu hiện một cách rõ ràng. Thở vô, bụng phồng, thở ra, bụng xẹp. Do đó, phồng xẹp có liên hệ đến hơi thở. Khi thở vô, bụng phồng. Khi thở ra, bụng xẹp. Khi thở ra, không phải gió hoàn toàn thoát hết ra ngoài. Vẫn còn có gió bên trong thân, nhưng rất nhẹ, vi tế. Hơi thở có thể thô hay nhẹ. Khi thở ra, yếu tố gió có 6 loại, gồm có gió trong bụng hay ngoài ruột, gió trong ruột, gió chạy trong tứ chi, giúp tứ chi cử động, gió hướng lên, gió hướng xuống và hơi thở ra vào. Gió biểu hiện trong sự phồng xẹp thuộc loại gió trong bụng là sắc uẩn thuộc diệu đế thứ nhất. Do đó, yếu tố gió là đề mục chân đế, được nhận thấy qua sự quan sát chuyển động phồng xẹp ở bụng. Đó là tại sao sự phồng xẹp được chọn làm đề mục quán sát trong sự thực hành thiền minh sát. Trong sự phồng xẹp có sự căng, giãn và chuyển động. Sự phồng xẹp có liên hệ đến sự thở ra vào. Hành giả thở một cách bình thường. Khi thở vào, bụng phồng. Khi thở ra, bụng xẹp. Hãy theo dõi phòng xẹp một cách khích khao. Chú tâm theo dõi bằng sự vận dụng chi thiền tâm, tức sự hướng tâm, cùng với nỗ lực tinh cần, sao cho sự ghi nhận theo sát được với sự phòng xẹp. Do đó, nỗ lực tinh cần rất là quan trọng. Có nghĩa, hành giả phải có sự hay biết đề mục một cách trọn vẹn. Hành giả phải có sự ghi nhận từ đầu phòng đến cuối phòng, cũng như ghi nhận từ đầu xẹp đến cuối xẹp. Do đó, nếu hành giả theo dõi trọn vẹn từ đầu phòng đến cuối phòng và từ đầu xẹp đến cuối xẹp, hành giả được xem là quán sát trọn vẹn đề mục. Quán sát từ đầu xẹp đến cuối xẹp không có nghĩa là quán sát đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Hành giả được dạy niệm vào phòng xẹp để thấy bản chất và đặc tướng biểu hiện trong sự phòng. Hành giả phải có sự chú tâm nơi có phòng xẹp đang xảy ra và theo dõi trọn vẹn sự phòng và sự xẹp.
Tuy nhiên, vài hành giả hiểu lầm là quán sát đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của sự phòng xẹp. Hành giả chỉ cần giữ sự hay biết từ đầu phòng đến cuối phòng và từ đầu xẹp đến cuối xẹp. Đầu, giữa, cuối chỉ là khái niệm hay tục đế. Hành giả chỉ để tâm quan sát từ đầu phòng đến cuối phòng, đầu xẹp đến cuối xẹp, sao cho hành giả thấy được sự căng, giãn và chuyển động, vân vân. Lúc mới hành thiền, vật chất là đề mục rõ nhất. Hành giả quan sát được đề mục diễn tiến từ đầu đến cuối. Hành giả hay biết toàn thể sự phòng và toàn thể sự xẹp. Sabbakaya pati samhehi có nghĩa hành giả nhận biết toàn thân. Hành giả có thể chú tâm quan sát từ đầu đến cuối hiện tượng vật chất. Nhưng đối với tâm, làm sao quan sát tâm từ đầu đến cuối? Ngày mai, sư cả sẽ giảng về đề tài này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.